Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận tóc cần Casu Inu các bạn. Để tham gia chương trình AirDrop này các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài khoản Mockstart Chatbot nữa bạn. Rồi mình sẽ nhận được 1 tỷ tóc cần nha các bạn. Để gọi bạn bấm join AirDrop nha các bạn. Dưới giá nó đang bán free sale các bạn. Sau này sẽ đích sàn Bankai Swap với giá là 0.0002 đô cho một tóc cần các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group. Rồi các bạn bấm vào click bot các bạn. Phan để các bạn để mình coi group chat. Rồi các bạn join vào bấm đại vào click to Hitman các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên. Tiếp tục các bạn follow Twitter và tăng 5 người bạn vào các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi này các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like và chặn bài viết cái game này các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm tờ tweet lên nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow minimum nè. Rồi các bạn bấm vào một follow các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào nút submit detail. Tiếp tục các bạn join vào nhóm chat, nhóm seller chưa bấm don nè. Rồi tiếp tục các bạn điền lời profile tại Twitter mình nha bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Nhấp vào 3 gặp anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào 3 gặp anh cùng nè, chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lời đường link profile minimum mình nha bạn. Thì bạn muốn nhấp vào minimum. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar nha tất cả các bạn của mình. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Phan các bạn. Rồi các bạn nhấp bài bài trên cùng nè. Các bạn sao chép đường link minimum mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại. Rồi các bạn dán vào đây. Rất là một cái tin minimum đã follow được không cần phải bi là một cái tin rất vui cho tất cả anh em làm AirDrop tất cả. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ dưới bên bi sao matchen bet 20 thì các bạn gửi địa chỉ trên dưới chocolate mình. Rồi các bạn bắt đáp lời thì con này nó sẽ phân phối vào 20 tháng 7 gì đó các bạn. Rồi các bạn xôn xào kênh AirDrop đi sang các bạn. Rồi bạn bắt đáp lời bấm don. Tiếp tục hỏi có tàu Wix bot tắt không thì bạn bấm set nha bạn. Tiếp tục bạn bấm sao tiết nè. Ok tôi cần nó sẽ cập nhật sau, nó phân phối sau các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình để góp nhận 1 triệu tóc cần Casu Inu đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo các bạn nhé.